Để có được khu nhà kính rộng khoảng 5.000 m2 chuyên canh xà lách thủy canh cho thu nhập ổn định, nhà nông Nguyễn Thị Thưa ở phường 11 thành phố Đà Lạt phải nỗ lực qua từng mùa vụ. Trong đó, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thì quy trình canh tác khoa học và phải tăng cường liên kết để có đầu ra ổn định. Đầu tiên làm thì gọi là rất khó khăn luôn. Bắt đầu là học từng bước một, từ cái hệ thống này phải làm sao để cho nó gọi là nó đúng kỹ thuật thì nó mới phát triển được cây rau. Cho đến khi mà phát triển cây rau này nó cần cái gì tất cả đều mình bổ sung hết, nó không như rau đất thì người ta trong đất thì nó tự điều tiết cái cây rau rồi, còn này là mình phải cho cung cấp hết tất cả cho nó, cho nên là mình phải học hết, gọi là giống như một cái đứa trẻ mầm non, nó phải học từ ABC trở lên. Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thị trường tiêu thụ nông sản chưa thật ổn định như hiện nay. Bởi vậy, để tham gia các phong trào phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phụ nữ cũng cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hình thành được nhiều mô hình phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Tuy nhiên, để áp dụng vào thực tế một cách bài bản, ngoài giải pháp tuyên truyền cần được đổi mới cho phù hợp với điều kiện ở mỗi địa phương, thì bản thân mỗi nữ nông dân phải đổi mới trong tư duy làm nông, thường xuyên cập nhật những thông tin mới để cùng người thân trong gia đình có kế hoạch phát triển sản xuất hiệu quả. Ở trong chi hội em, chi hội trưởng cũng như chi hội phó sẽ vận động các thành viên ở trong chi hội của em là làm tất cả trồng hoa và cây xanh ở quanh nhà và lối đi ạ. Huyện hội đã chỉ đạo 19 trên 19 cơ sở hội triển khai thực hiện các mô hình này, và 100% các chi tổ hội đều có các cái hoạt động thiết thực cụ thể. Ví dụ như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã và đang xây dựng và nhân rộng các cái mô hình như mô hình 503 sạch, mô hình phụ nữ cờ ho, gìn giữ vun đắp các nét đẹp văn hóa truyền thống, mô hình phụ nữ thu gom phế liệu, giảm thải rác tại nhà để hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ cho các hội viên nghèo khó khăn. Thực tế cho thấy, một trong những yếu tố then chốt trong xây dựng nông thôn mới hiện nay chính là phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Khi có thu nhập đảm bảo thì người dân, trong đó có hội viên, hội phụ nữ các cấp mới có điều kiện đóng góp công sức cùng nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, đối ứng các mô hình sản xuất nông nghiệp. Vậy nên, các nhóm giải pháp hỗ trợ vay vốn giúp nhà phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng cường phối hợp với các đoàn thể khác ở cơ sở và đẩy mạnh liên kết cần tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố cũng như hội nông dân xã là thường sự hay cho những cái lớp tập huấn á về chăn nuôi bò sữa cũng như chăn nuôi trồng rau nuôi tầm, thì kiến thức là lấy từ chỗ là của hội nông dân thành phố chỉ đạo cho hội nông dân xã có những cái cuộc hội thảo về phòng rồi được chuyển đổi khoa học kỹ thuật đó. Để tìm một cái hướng để sản xuất cho nông sản của địa phương thì song song với đó cà phê, thì thật sự là cái vốn đầu tư ban đầu của cà phê quá lớn và cái thị trường của nó cũng không có còn nhiều. Nhưng mà cây mắc ca thì khi mà em bắt đầu mà mình tìm hiểu và càng tìm hiểu thì mình càng đam mê, tại vì cái giá trị dinh dưỡng của nó rất là tốt. Và thêm một nữa là nông dân họ trồng ra thì ngay từ cái thời điểm năm 2018 thì nông dân họ không có đầu ra cho cái sản phẩm của nông sản. Thì hồi đấy mình vẫn cứ rất là áy náy trong lòng, tại vì mình là một người trẻ về quê để lập nghiệp mà tại sao mình không làm ra một cái sản phẩm gì đó để giúp bà con. Thứ nhất là cái giá trị dinh dưỡng tới người tiêu dùng tốt, thứ hai là giúp cho bà con có cái nơi để tiêu thụ cái nông sản. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 107 trên 111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 2 thành phố là Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong thành quả chung này có sự đóng góp của phụ nữ Lâm Đồng. Nền tảng đó chính là cơ sở để Lâm Đồng đạt mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2025.